chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân thế. Chính người đến sau tôi, như tôi đã tiên bao sách thánh hôm nào. Nhưng người trọng hơn tôi, vì người có trước tôi nên cứu độ tôi. Tôi do ăn đây tuy thấy cũng chưa rõ người, nhưng dân ít riêng nơi tôi được đến dùng nương mà làm phép rửa, để giúp anh em dọn lòng chờ mong đón người. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân thế. Chính người đến sau tôi, như tôi đã tiên bao sách thánh hôm nào. Nhưng người trọng hơn tôi, vì người có trước tôi nên cứu độ tôi. Tôi hôm nay đây xem thấy chính uy danh người, khi nhìn thánh thần tựa hình chim câu đáp trên, nên tôi làm chứng về đấng từ trời xuống trần để cứu nhân gian từ người rửa trong thánh thần. Chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân thế. Chính người đến sau tôi, như tôi đã tiên bao sách thánh hôm trọng hơn tôi, vì người có trước tôi nên cứu độ tôi. Như gian xưa gieo bướm chứng nhân cho người, con nguyện giữa đời truyền rao cho danh Chúa thôi. Xin khi mà tôi chỉ cho con góp phần để giúp tha nhân tìm về nguồn ơn thánh ân. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đây là chiên Thiên Chúa. Ôi chiên Thiên Chúa,
như tôi là tiền bao.